Xin chào mọi người. Hôm nay thì bên xuất đặc sản 365 xin giới thiệu với mọi người một loại thảo dược rất là nổi tiếng ở trong Kon Tum, có tên là sâm dây ngọc linh. Đây các bạn nhìn ạ, đây là một, đây là những củ sâm dây ngọc linh thuộc hàng ngũ VIP, có đầy đủ chân tay và rất là dài. Con này mình về thì nó được khoảng chục cân thôi. Mình đánh từ Kon Tum ra. Cái sâm dây ngọc linh này người ta còn gọi tên nữa là cái đẳng sâm Tây Nguyên đấy các bạn. Ở ngoài bên ngoài ngoài mình ấy, ngoài là khu vực phía ngoài ngoài Bắc này thì mình ở bên mình có cũng có cái hàng này, nhưng mà nó là hai loại này thì nó giống lại khác, hoàn toàn khác nhau vậy. Thì cái ở ngoài mình thì người ta gọi là đẳng sâm. Đây cụ thể nó đây như chỗ này. Đấy, nó rất giống nhau nhưng mà hai cái giống lại khác nhau. Thì cái thành phần và dược tính của cái thằng sâm dây ngọc linh thì nó sẽ tốt hơn nhiều so với cả cái thằng đẳng sâm ở ngoài Tây Bắc này. Thứ hai là củ nó to đẹp, yêu mình cũng rất chịu ok. Nhìn so với sâm Hàn thì chả kém là mấy. Mấy của cái phần dược tính cũng vậy. Thì hiện tại bên mình shop mình đang bán ra cái thằng sâm dây ngọc linh với hàng VIP này. Thì mọi người nếu mà có nhu cầu thì có thể liên hệ với cả bên mình theo số điện thoại là 0986357365 để nhận được báo giá tốt nhất về hàng như này. Rồi. Thế là mình xem đây những cái củ cực kỳ VIP, nó dài. Đây một bình này nó dài khoảng tầm 50 đến 60 phân này. Vì những cái hàng như này thì hàng nhỏ hơn này thì giá nó rẻ hơn này. Đây là hàng cực kỳ VIP các bạn ạ. Rồi xin cảm ơn mọi người đã theo dõi clip. Nếu mọi người có nhu cầu về cái mặt hàng sâm dây ngọc linh này để ngâm rượu hoặc là dùng để làm thuốc thì có thể liên hệ với mình. Và ngoài ra thì còn nhiều loại thảo dược quý hiếm khác bên mình cũng đang có rất nhiều. Xin cảm ơn.